Quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, hiện nay thì em Dư đang có mặt tại dự án Phú Gia Huy các anh chị, nằm trong dự án Phú Hùng Thịnh 8 các anh chị, thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương. Và trước mặt các anh chị đang nhìn thấy đây chính là cái căn biệt thự 1 trệt 2 lầu nằm ở ngay vị trí góc của trục đường chính N1 giao với đường D4 các anh chị nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em Dư sẽ chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị mình về cái ngôi nhà này. Ngôi nhà biệt thự rất là đẹp. Nó có tổng diện tích là 81m2 và diện tích sàn là 243m2. Nhà đã được hoàn công nha các anh chị. Các anh chị đang nhìn thấy đây là khu vực trước nhà mình này. Chủ có trang bị một cái hòn non bộ nha các anh chị. Trang trí tranh rất là tỉ mỉ và đẹp. Ngôi nhà biệt thự của chúng ta thì có lớp cửa thì có hai lớp nha các anh chị. Một lớp cửa cuốn và lớp cửa nhôm kính sinh pha. Sau đây mời tất cả các anh chị chúng ta vào tham quan ngôi nhà. Nhà này là vị trí cân góc nha các anh chị, được trang bị đèn cảm ứng rất là hiện đại đúng không? Đây là vị trí phòng khách nha các anh chị. Ở đây là bộ ghế sofa các anh chị thấy không? Đã không? Này mình làm như kiểu là lạp chiếu phim ở nhà với các anh chị. Đó, đây là cái vị trí cái tổ ha. Tổ nhỏ bên cạnh là mình có thể làm tủ liệu này. Đó, các anh chị thấy không? Thiết kế y như kiểu là một cái lạp chiếu phim thôi. Bộ sofa này rất là đã. Đó, chủ có trang bị cho các anh chị rồi. Sofa tranh dán tường ha. Đèn trần. Nhìn rất là hiện đại. Mời anh chị chúng ta đi vào khu vực phía bếp ha. Cái bếp này thì mình cũng có một cái cửa phía sau các anh chị nhé. Đây cửa phía sau, nhà này có 3 cái cửa luôn các anh chị. Nhà này vị trí căn góc. Đây là tủ bếp trên và tủ bếp dưới này. Bàn này mặt đá. Hiện nay là bàn có 6 chiếc ghế nha các anh chị nhé. Bàn ăn. Bên trong này thì chúng ta có thêm một cái nhà vệ sinh. Đó, một lavabo, một nhà vệ sinh các anh chị. Vòi sen thì được rồi, trang bị vòi sen tắm đứng, sen thuyền ha. Bây giờ em sẽ di chuyển đến phía bên trên. Đây thì mình thấy anh chị đi lên phía bên trên này, nó có một cái khoảng trống rất là rộng này. Khoảng trống rất là rộng ở chỗ ngăn giữa cầu thang các anh chị thấy không? Đây này, chủ để trống tạo không gian thoải mái rộng nhá. Và bên tay phía bên trước ạ, vào sẽ có một cái phòng ngủ các anh chị. Phía trên này sẽ dán tranh nhưng mà chủ đang để trống cho anh chị. Có trang bị một cái giường gỗ. Đèn trần có. Bên này là nhà vệ sinh, tổ, kệ nhá. Anh chị thấy nhà vệ sinh này. Được trang bị cái đèn cảm ứng rất là hiện đại. Bên là bồn tắm nằm, vòi sen đứng. Trang thiết bị hiện đại anh chị nhá. Đẹp. Đã gắn sẵn máy lạnh này này anh chị này. Rèm cửa đầy đủ, có ban công thoáng. Bây giờ em sẽ lau ban công cho các anh chị coi. Ban công thoáng chưa? Cái nhà đối diện mình đấy các anh chị. View từ ban công này rất là rộng và đẹp luôn.
em sẽ đi vào tiếp tục, chúng ta đi qua phòng kế bên. Phòng này khóa rồi. Phòng này khóa là em không lên được. Rồi anh chị, chúng ta sẽ đi lên một phòng nữa ha. Chúng ta sẽ đi lên trên tầng 2. Nhà này chủ xây dựng theo kiến trúc hiện đại các anh chị. Nhìn rất là đẹp và mình cảm giác nó sang trọng ha. Đây là khu vực mà phòng ngủ tầng 2 các anh chị. Phòng phía trước này. Đèn, giờ em sẽ bật đèn nào. Đó, cảm ứng các anh chị ha. Tranh dán tường này các anh chị này. Đèn trần, máy lạnh. Cửa sổ nha. Cửa sổ. Anh chị thấy view không? Rất là thoáng và nhiều ánh sáng các anh chị. Ban công thì cũng giống như ban công tầng 1 anh chị nhé. Rộng không? Em sẽ sang cái phòng đối diện. Nhà này thì có 4 phòng ngủ các anh chị. Đây là một cái phòng nữa này. Phòng này cũng rất là rộng. Phòng này thì trang trí đơn giản hơn các anh chị. Đó. Có thông lơ ban công ở phía phòng phía trước ha. Chủ có trang bị cho mình một cái máy lạnh nữa. Tức là phòng nào cũng có một cái máy lạnh nha các anh chị. Phòng nào cũng có một cái máy lạnh. Cửa bằng cửa gỗ. Đó. Một toilet. Tầng 2 này thì mình có 2 phòng ngủ và 1 toilet nha các anh chị. Nhà này thì có 4 toilet, 4 phòng ngủ, 1 sân thượng. Đây là cái sân phơi phía sau này các anh chị nhé. Và hiện nay với cái căn biệt thự nằm ở vị trí góc 1 trệt 2 lầu, chủ đang gửi em với cái mức giá là 6 tỷ 350 triệu các anh chị. Với tổng diện tích là 243 m2 nha các anh chị. Nếu như quý cô chú anh chị chúng ta quan tâm đến ngôi nhà này thì hãy liên hệ với em Dư. Em Dư sẽ gửi thông tin về sổ cũng như là một số hình ảnh của ngôi nhà cho tất cả quý cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi. Cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video. Em Dư, chuyên nhà đất chị em Bình Dương.